tối 19 tháng 9 năm 2019, bà Võ Ngọc Anh, một phụ nữ gốc Việt tại Dallas, Texas, là người châu Á duy nhất được Ủy hội Do Thái vùng Tây Nam Hoa Kỳ Southwest Jewish Congress trao giải thưởng thành tựu trọn đời Lifetime Achievement Award trong lễ vinh danh thường niên đến những cá nhân theo tôn chỉ của Ủy hội có những đóng góp bền bỉ cho xã hội, tạo ra các ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và mang niềm cảm hứng đến giới trẻ về tài năng cùng các hoạt động của mình. Now this year we have a lifetime achievement awardee, and what a lifetime she represents. Anne Pho is living proof of a most dramatic American journey. Not only did she escape Vietnam by boat with a 19-month-old baby in her arms, she also rescued her husband from a Viet Cong prison. She has a daring story of survival and gratitude. And she's also a business success story. And many of you probably couldn't get through a week without a visit to one of her Cindy's restaurants. Could we all please give a huge round of applause for her? Bà Ngọc Anh cùng chồng là ông Trần Quang Hồng, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến Hoa Kỳ năm 1979. Với con đầu lòng chỉ mới 19 ngày khi rời Việt Nam, bà bắt đầu đời sống mới của một người tị nạn tay trắng và không biết tiếng Anh khi chỉ mới ngoài 20, để tạo dựng nên hệ thống Cindy's New York Deli, là khuôn mặt mạnh thường quân quen thuộc trong cộng đồng người Việt tại Dallas Fort Worth trong các hoạt động từ thiện và cộng đồng địa phương. Ông bà Võ Ngọc Anh còn mở rộng lòng hào phóng đến các cộng đồng khác như bản xứ Do Thái, Á Châu và các cộng đồng bạn, và nhận được nhiều giải thưởng cùng các vinh danh cho những đóng góp này. Hồi năm 2015, bà cũng từng là người châu Á đầu tiên được tổ chức Bernayon Foundation của cộng đồng Do Thái có trụ sở tại New York vinh danh. And I feel very, very lucky and fortunate to have come to America. And when I came here, Dallas have welcomed me and my family with open arms. The customer was so kind and understanding. So they helped me to learn and grow. Phát biểu qua màn ảnh trước cử tọa gồm nhiều nhân vật truyền thông bản xứ nổi tiếng, các thương gia, giới trí thức và những nhà từ thiện tên tuổi trong cộng đồng Do Thái, bà Ngọc Anh cho biết rất may mắn và biết ơn khi đến được Hoa Kỳ, đất nước đã mở rộng vòng tay đón chào những người tị nạn như gia đình bà, và những đóng góp của ông bà là một cách đáp trả bằng tâm tình cảm tạ.